Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7 năm 1995, tức là cách đây đúng 18 năm, Việt Nam đã chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển và hội nhập của Việt Nam. Để tìm hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập ASEAN cũng như về những đóng góp của Việt Nam cho tổ chức này, thì phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại ASEAN đã có cuộc phỏng vấn với Đại sứ Vũ Đăng Dũng, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa Đại sứ, ngày 28 tháng 7 là Việt Nam kỷ niệm 18 năm ngày gia nhập ASEAN. Là người có thể nói là làm việc trực tiếp hàng ngày với các đối tác ASEAN tại địa bàn trung tâm của ASEAN. Vậy thì cái ngày này mang lại cho ông cảm xúc gì? Chúng ta quyết định tham gia ASEAN có thể nói rằng là nó mở đầu cho một cái giai đoạn chúng ta phá bỏ cái thế bao vây cấm vận của các nước đối với Việt Nam, mở ra một cái thời kỳ, một cơ hội hợp tác mới trong quan hệ quốc tế của chúng ta đối với các nước khu vực và các nước là đối tác và đối thoại của các nước ASEAN. Cái việc chúng ta tham gia ASEAN đó là một cái bước chuẩn bị ban đầu cần thiết để chúng ta tiến tới hội nhập khu vực và quốc tế. Và đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh là tham gia ASEAN chúng ta có điều kiện để nhìn nhận, để đánh giá, để hiểu rõ hơn những chuyển biến của khu vực, nhất là chính sách của các nước lớn đối với các nước Đông Nam Á. Và cái cảm nhận thứ ba, chúng tôi nghĩ rằng là đối với khu vực, cái việc chúng ta tham gia ASEAN là mở đầu cho một quá trình là hoàn tất một cái khu vực Đông Nam Á gồm đầy đủ 10 quốc gia Đông Nam Á, mở ra một cái giai đoạn mới trong quan hệ quốc tế của các nước trong khu vực. Vậy thì sau 18 năm nhìn lại, theo ông thì Việt Nam đã có sự đóng góp nổi bật nào cho sự phát triển của ASEAN? Có thể thấy rằng là 18 năm qua thì Việt Nam chúng ta có rất nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Hiệp hội. Mà đáng kể nhất đó là hoàn thất cái ý tưởng mở rộng Hiệp hội, tăng cường cái đoàn kết và liên kết khu vực, mở rộng và phát triển quan hệ của các nước khu vực với các nước bên ngoài. Và từ đó tạo cho ASEAN có một vị thế và có một cái tiếng nói ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Và gần đây nhất là năm 2010 thì chúng ta cũng đã chủ trì thành công năm chủ tịch ASEAN và đồng thời là tổ chức thành công hai hội nghị cấp cao lần thứ 16 và thứ 17, được các nước ASEAN và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, coi cái đóng góp của Việt Nam vào việc tăng cường củng cố đoàn kết và liên kết nội khối là có ý nghĩa quan trọng. Thưa đại sứ, vậy thì trong thời gian tới Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp như thế nào đối với sự phát triển của ASEAN, đặc biệt là trong cái nỗ lực chung hướng tới hình thành cộng đồng ASEAN vào năm 2015? Theo chúng tôi, Việt Nam chúng ta có thể đóng góp trên 4 vấn đề sau. Vấn đề thứ nhất, đóng góp vào việc không ngừng tiếp tục tăng cường củng cố đoàn kết và thống nhất nội khối. Thứ hai là chúng ta cần đóng góp vào tập trung những nỗ lực để triển khai thành công những lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Điểm thứ ba là tiếp tục đóng góp làm sao giữ được cái đà tăng trưởng của khu vực, đặc biệt là phát huy cái ưu thế, cái thế mạnh của cộng đồng kinh tế ASEAN và tăng cường mở rộng các quan hệ về kinh tế, thương mại và đầu tư trong ASEAN và rộng hơn. Và điểm thứ tư đó là đóng góp để ASEAN tiếp tục là nhân tố, là thực thể để bảo đảm và duy trì cái hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực, trong đó có xử lý những vấn đề phức tạp và nhạy cảm ở khu vực thông qua cái việc phát huy những cái công cụ hiện có của ASEAN, như là Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác, như là Hiệp ước Không có Vũ khí Hạt nhân, như là tuyên bố của các bên về ứng xử ở Biển Đông. Vâng, xin cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn này. Xin cảm ơn.